Mặc đồ bơi, mang vớ, mang giày bata. Trời ơi, mặc đồ bơi, mang dép lào. Mặc đồ bơi, quấn khăn. Mặc đồ bơi, mang dép lào. Không bỏ này có thông cánh mới nữa. Mặc đồ bơi, đeo phao, mang dép lào. Rồi các bạn biết mình đi đâu không? Đi siêu thị. Đi siêu thị phong cách gì đây? Đồ bơi. Đồ bơi. Phong cách người cá. Rồi bây giờ mấy em là đói bụng quá rồi đúng không? Tập luyện hết nổi rồi đúng không? Còn có thể tập luyện tiếp đúng không? Sao lần nào anh gặp em là nó cũng có ra chương trình mới vậy em? Cái chương trình nhau như dồi của em nó mạnh quá anh chịu không nổi. Tiêu nó tiêu nghe nè. Em nhớ là tiêu em gặp tiêu là tiêu giật mình giờ hết rồi. Gặp em hồi nãy giật mình rồi. Ủa đâu có đâu. Anh đi lẹ lên. Thấy em là anh giật mình lên, rồi. Đi lẹ lên. Rồi bỏ đồ quần áo vô hết này luôn là ha. Mặc cũ hả? Cho em quay rồi. Ủa mà mấy em đi siêu thị mặc đồ vậy luôn luôn hả? Đúng rồi. Ok rồi đi qua. Rồi đi qua mình đi mua đồ ăn xong rồi mình qua mình bơi tiếp ha. Rồi đi siêu thị nào gần đây nhất đi. Rồi gần 3-4 cái siêu thị bên kia kìa. 3-4 siêu thị luôn hả? Ê, ê trời mưa ướt coi chừng trơn trợt. Mấy em cùng nói với Tiêu Anh làm người cá thật tuyệt nè. 1-2-3 vô. Nó đều một lúc đi. 1-2-3. Trời ơi giống như đi học quá ha. Vô lớp đây. Chúng em kính chào thầy. Nó nhễ nhại quá nè. Siêu thị nào có nhiều đồ? Đi siêu thị dưới đây, đi siêu thị dưới đây. Em thích đi siêu thị nha. Tiêu Anh ơi, em mặc đầm nữa nè. Đó. Rồi đi siêu thị mà mang phao luôn. Trời ơi trời. Phong cách mới độc và lạ. Phong cách mới độc và lạ đúng không? Ê, gửi với mẹ mày rồi. Trời mưa trơn trợt, mấy em cẩn thận đi bước từ từ. Gửi gì em? Gửi này nè. Gửi mẹ mấy kia ơi. Người cá mà không biết lạnh đâu. Lạnh quá anh Tiêu ơi. Người cá mà sao lạnh được đâu. Rồi vô mua gì lẹ đi mấy em. Mua kem ăn đi. Kem ơi. Trời ơi lại là chị Mai Phi. Ăn kem thiệt luôn á hả? Chị Mai Phi nhìn kìa. Rồi. Rồi mấy em vô mua gì mua lẹ đi. Đừng có mua nước ngọt nha. Tiêu ăn chung này với em ơi, ngon lắm á. Vậy hả? Nó có chịu nổ nữa. Ăn chung này hả? À. Mì cay Hàn Quốc. Không ăn mì cay nha, không ăn mấy đồ quá chất nha. Không luôn, ăn kem đủ rồi. Mỗi em mua một món thôi ha. Đây anh chỉ cho em mua ăn. Vô mua hộp sữa uống đi Candy. Ôi, có sữa rồi. Em ăn rồi. Thôi Tiêu Anh không có mua mấy cái bậy bạ đâu nha. Ăn về bệnh á. Nè. Em có sữa rồi. Ai uống sữa này? Không. Em uống mì. Em muốn ăn gì? Ăn mì về đau cổ họng. Ăn cơm. Làm người cá mà ăn bậy bạ quá vậy ta. Người cá là không ăn này. Nóng lắm. Em muốn ăn cái này được. Có gì ăn được không nè? Nè. Tiêu ơi, tiêu mua này với em đi. Mua gì? Tiêu ơi, mua cho em cái này được. Ăn sô cô la Kit Kat đi ha. Kem ơi. Kit Kat em lấy bịch này. Kit Kat là em không ăn đâu. Oreo này không ăn ngon đâu, mà chứ anh ăn.
ăn cho đừng đói bụng thôi mà. Ôi, mời gì nè, Tiêu Un đã ăn Tiêu Un mà luôn ngon lắm. Nè, Candy có sẵn mì này, mua mì này ăn đi. Em không thích mì đó. Chiều ý em cho em ăn mì này rồi còn muốn gì nữa. Rồi, giống cũng giống cái đó nhưng mà cái này cũng là mì xào luôn. Thôi mấy em muốn ăn gì ăn đi. Yeah, thank you Tiêu. Nhưng mà lấy một nhưng mà làm ở đây được rồi. Các bạn mới muốn các bạn đi chơi với Tiêu nhiều vô cho Tiêu Tiêu cháy túi nha. Thôi đừng nha. Tiêu lỡ hôm nay thôi nha mấy bạn. Tiêu đã bị vô thế rồi. Tiêu đưa cho em mua này. Bạn mua gì mua đi. Mua cái này thôi. Cho mấy em bị hả ăn mấy cái bậy bạ không nghe lời. Tiêu bị đau cổ họng ráng chịu cho mấy em có bài học. Nữa hả? Ok mua đi. Rồi lẹ rồi về rồi tập luyện bơi tiếp ha. Sao vô đây không thấy món nào mà Tiêu ăn được vậy? Trong đây không có món nào tiên cá ăn được hết trơn á. Nên Tiêu chỉ uống sữa này được. Em ăn đi, tôi mua cho em ăn á, nhưng mà em đừng có mua mấy cái ăn ăn kem cũng được, hay uống sữa giống tôi nè, cho mau lớn nè. No 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 no. Sữa giống mai xì nè. Em chỉ ăn một. Nghe hả? Em ơi, nhưng mà ở đây nó có nước nóng nên. Có nước nấu cho bé không chị? Đó. Đi ơi, em mua này. Em mua một. Đi ơi, coi đi. Em mua này luôn. Ừ, mua gì mua đi. Ủa cho ơi, chú mua hai. Mua một món thôi. What the hell? What the hell là cái gì? Nhà anh đâu có nuôi heo đâu. Ờ thì heo đó. Đó rồi thì nhà em nuôi heo quá trời luôn á. Ăn này. Ừ, ăn gì mua đi. Ủa có bánh giò nữa hả? Sao mấy em không ăn bánh giò kìa? Bánh giò, bánh giò, chân là bánh giò. Coi cô mì trộn trứng ốp la và xúc xích mini. Trời ơi, mì trộn xứng ốp la và xúc xích mini. Trời ơi, ăn dữ quá. Dạ, cái này nè. Được á. Trời. Mà ở nhà em có cho em ăn mì không? Ít. Bởi vì ăn mì nóng đúng không? Nên nhà không cho đúng không? Không, cái này được ăn, đúng không? Em cũng dạy. Nhà cũng không cho ăn mì luôn hả? Lâu lâu mới được ăn. Đúng rồi, ăn mì nóng lắm. Lâu lâu em mới được ăn kem nè. Đúng rồi, lâu lâu tôi hứng lên Tiêu Un cho mấy em ăn. Để mấy em đừng bị thèm mì nữa. Đây, em tự làm đây nè, đổ nước sôi nè. Cái này là sao? Nè, lại bật xuống, bật xuống. Đó. Bật nước xuống, bật nước xuống. Rồi em quay vòng vòng vậy đúng không hả? Đâu biết đâu. Thấy không? Ừ, nó văng ra. Đây. Đứng xa rồi Tiêu lại luôn. Không. Cái này là em trụng mì trước. Trụng mì này xong rồi đổ nước này đi. Xong rồi mình lấy mới lấy nước mới. Cái này là mì nước. Lấy mà quên ơi, là mì Tiêu lấy mông. Biết rồi nhưng mà em thấy cái này nó có bọt lên đúng không? Đấy. Cái bọt này là bọt. Nhưng mà đổ ở đâu anh Tiêu? Bỏ đổ vô thùng rác này. Anh Tiêu đổ rồi. Để nó nở ra đã. Để nó sạch mì cái đó. Sạch mì luôn hả Trùn? Ừ. Em thích nhất là ăn cái này nè. Hấp dẫn hả? Cái gì hấp dẫn? Em ăn món gì vậy? Món mì kia kìa. Mì chiên trứng luôn hả? Trứng với lại xúc xích mì này. Trứng với xúc xích mì này ăn dữ ra bay. Trời ơi, các bạn thấy không? Dạy bơi người cá chứ thật sự là nó mệt mỏi lắm các bạn à. Dạy bơi người cá thôi mà người ta làm thầy mà riết nó làm như người ta giống như vú em hay là hả, giúp việc hay là gì u xin. Đây nè em ở đây nè anh Tuôn. Ba má nữa chứ. Chăm sóc còn hơn con cái nữa. Rồi em làm mì sữa hả? Anh ơi, làm ơi. Xem mình
Hôm nay Ben bị gì vậy Tiêu? Sam hả? Ben nào? Ben Ly á. À, Ben Ly đi biểu diễn, đi đóng phim nhiều quá rồi. Bận. Đang đi cái đóng nhiều phim lắm. Ben nghiện phê quá Tiêu. Người cá. Người cá đa tài, đa năng mà. Rồi đó. Em thấy không? Giờ nó hết lên bọt dơ rồi nè, thấy không? Mì nhưng nè. Mà anh Tiêu phải bỏ đầy chứ. Rồi trong này nè. Rồi kem của mấy em dính tay anh. Rồi kéo cho em kéo. Bỏ bột nêm ít thôi nha. Candy, Candy sao em chưa trụng mì mà em đã đổ vô rồi. Ăn đi. Đi qua bàn ngồi ăn đi. Ừ. Em muốn qua nha Jun. Ừ. Rồi. Rồi đó coi. Hết bàn rồi hả? Còn bàn gì đây? Ừ, vô ngồi đi. Hồi nãy em bỏ gia vị vô sớm quá. Em phải để nó nở ra hết nè. Cho nở ra xong đổ nước. Đổ nước xong đổ bỏ muối bỏ hành vào. Đúng rồi. Em làm sai nguyên tắc rồi. Nhưng mà giờ để cho nó nở ra đi rồi đổ cái nước này đi. Alo Tiêu Anh nghe. Dạ ai vậy? À chú Hải hả, con đang dẫn mấy em người cá trong siêu thị đang ăn uống này kia nè. Sao vậy chú? Các bạn biết sao không, từ lúc mà tôi đi dạy bơi người cá thì tôi bỏ bê cái công ty của mình. Thì hôm nay là chính sách mới của nhà nước á, là bắt đầu bắt các doanh nghiệp họ đăng ký trang web qua Bộ Công Thương. Thì những cái khách hàng nào của Tion biết được cái tin này á, thì vui lòng liên hệ với Tion để Tion đăng ký cho quý vị. Bởi vì có một cái chú khách hàng của tôi bây giờ bị phạt tới 30 triệu đồng. Mặc dù là trang web của chú không có hình thức mua bán trên website, chỉ là show ảnh sản phẩm thôi, nhưng mà bị những cái từ ngữ ở trên cái công văn gửi xuống á, chơi chữ á, phạt 30 triệu. Tôi muốn là quý khách hãy vui lòng nhanh chóng mà đăng ký với Bộ Công Thương đi ha. Còn không biết đăng ký thì liên hệ qua tôi sớm để tôi hỗ trợ. Còn bây giờ tôi dạy bơi người cá rồi, tôi không có giải quyết được những cái việc vặt ở công ty đó. Thì những cái khách hàng cũ á biết được cái tin này thì liên hệ với Tion. Hiện tại công ty website phần mềm của Tion đã gần 1.000 doanh nghiệp rồi, một lượng khách rất là lớn. Mà năm nay thì Tion chưa thể phát triển được, bởi vì Tion đang tuyển giám đốc để bàn giao công ty, để Tion có thời gian rảnh rỗi làm cái công việc khác. Và cái việc chăm sóc website bây giờ là quá khủng khiếp, quá là lớn. Nên quý khách hiểu rõ cái luật pháp mới nha. Website đều phải đăng ký qua Bộ Công Thương và phải sử dụng một số chính sách mới theo yêu cầu của nhà nước ban hành đó. Thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp để giải quyết công việc cho mọi người ổn thỏa, bởi vì khách hàng nhiều quá mà sao xử lý nổi. Vậy bơi người cá làm clip cho mấy em là mất hết thời gian của tôi rồi, thông cảm ha. Chị của em phải không đó? Thêm một bạn người cá mới nữa đó hả? Em kia, em người cá kia lại đây tôi hỏi chuyện cái nè. Mới đi học về hả? Ăn uống gì chưa? Ừ. Ăn uống rồi hả? Rồi vô đây kiếm mấy bạn đi bơi đúng không? Rồi chạy trốn luôn rồi, mắc cỡ rồi. Mắc cỡ với em á, em làm gì bạn mắc cỡ với em dữ vậy? Bạn thấy em bạn chạy luôn. Trời, chị thấy em mặc phao cái chị trốn luôn. Vô siêu thị ngồi mặc phao. Vô siêu thị mặc đồ bơi. Phong cách người cá đi đâu cũng bơi được đúng không? Dạ, dạ, đi vô siêu thị không bơi luôn. Vô bơi mấy hai chỗ. Đông sổ rác. Dây tộc. Hai chỗ. Đi vô siêu thị cũng bơi luôn. Cái này vô siêu thị bơi giả. Ok mấy em. Rồi chuẩn bị lên đường nữa ha. Rồi. Còn các bạn người cá level 2 quay quảng cáo mì. Quay quảng cáo mì chi? À, rồi quay đi. Rồi ăn gì ăn đi. Alo tôi anh nghe. Chị tới chưa? À, đang ngồi bên cái quán
siêu thị ca gì nè chị, ca mát nè, đang ngồi ăn nè. Dạ đúng rồi, chị vô hồ bơi rồi đúng không? Chị nhìn qua đây thấy cái ca mát nè, mấy em đang ngồi trong đây. Ai dạ luôn. Dạ rồi, dạ rồi, dạ. Mẹ của hai em tới đón hai em. Hai chị. Xin chào các bạn. Bây giờ là 1 giờ sáng và Tiêu Un đang ở trước cửa nhà của mình. Bởi vì sao? Ở nhà đi hết trơn rồi mà hôm nay đi dạy bơi mấy em người cá về trễ quá. Giờ không có chìa khóa vô trong nhà. Hình như là mai ở nhà mới về. Nên bây giờ Tion sẽ ngủ ngoài vỉa hè. Cuộc sống của tiên cá là vậy đó các bạn. Tion đã ngủ bừa, ngủ bụi, quen luôn rồi. Tứ Hải là nhà. Mới cột cái áo gió lại thành một cái gói để nằm. Tương lai tôi sẽ còn đi bụi đời rất là nhiều, đi phiêu lưu rất là nhiều. Thấy chưa? Ngủ ở trong nhà hay ngủ ở ngoài đường gì nó cũng như nhau thôi. Lấy cái khẩu trang che lại cho đừng bị bụi là nằm ngủ ngon. Biết bao nhiêu người đang không có nhà ở, vậy mà có những người lại ở trong những căn nhà rất đẹp, rất nguy nga. Nếu mà không nghĩ cho người khác thì sẽ sống như vậy. Nên tôi đã cố gắng dạy bơi người cá giúp cho các em có tố chất trở thành tiên cá để phụ Tiêu Un, kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật. Các bạn thấy Tiêu Un nằm ngủ vỉa hè sang chảnh chọe không? Thực ra làm người cá cũng phải tập sống như tiên cá đi mấy em. Ở đâu cũng phải quen, phải nghĩ đến lợi ích của mọi người trước tiên. Thức tỉnh thành tiên cá rồi thì không còn xem trọng bản thân mình nữa. Mấy năm nay làm ăn dành dụm cũng trở thành đại gia chứ đâu phải dạng vừa. Nhưng vì thả thú của động vật mà giờ nợ thì nhiều, tiền bạc thì không còn màng tới nữa. Để những ai đang cầm tiền mồ hôi công sức của Tiêu Un tạo ra mua thú mà thức tỉnh, sáng mắt đi các bạn. Tiêu Un không vì tiền, vì tư lợi cho bản thân mà hại ai cả. Còn các bạn lại có thể bắt thú vật bán cho mỗi ngày. Các bạn sẵn sàng lên mạng để làm những việc xấu để kiếm tiền. Còn Tiêu Un thì không thể. Tiêu Un cũng đã rất thông cảm cho nhiều YouTuber Việt Nam, vì họ không làm được những chuyện tốt đẹp để nổi tiếng như Tiêu Un, nên phải làm những trò ngu dại bậy bạ để kiếm view. Thiếu trí tuệ kiếm ra đồng tiền vất vả quá mà đúng không các em? Nhưng kiếm được nhiều tiền rồi mà sao các em chưa chịu dừng lại mà cứ làm trò bậy bạ hoài? Nên Tiêu Un mới góp ý để thay đổi. Vì tôi biết nếu cứ làm những chuyện như vậy thì sẽ bị quả báo rất là lớn, làm hại tư tưởng mọi người, mình sẽ bị bệnh tật tai nạn này kia. Muốn các bạn tốt để cuộc đời này bớt khổ, thiên nhiên động vật còn được cứu, đơn giản chỉ vậy thôi mà các bạn không làm thì cho đến bao giờ các bạn mới có được giấc ngủ ngon, tự nhiên tự tại như Tiêu Un đây?